Premier League 2023-2024 đã trôi qua được 4 vòng đấu và sự tách top đã bắt đầu xuất hiện. Man City vẫn khẳng định sức mạnh tuyệt đối với thành tích toàn thắng để ngự trị trên ngôi đầu. Á quân một trước là Arsenal cũng chưa bị thua, trong khi Liverpool bết bát ở năm ngoái đã cho thấy bản lĩnh cực lớn sau hàng loạt chiến thắng trong thế thiếu người. Tương tự là trường hợp của Tottenham, nhưng tưởng sau sự ra đi của người gánh team Harry Kane, đồng thời bổ nhiệm một huấn luyện viên tương đối vô danh như Ange Postecoglou, Spurs sẽ cần rất nhiều thời gian để tìm lại vị thế ở xứ sương mù. Tuy nhiên, gà trống đã thực sự lộ sắc để cùng có thành tích bất bại như người hàng xóm Arsenal. Hai ông lưới còn lại trong Big Six là Man United và Chelsea thì vẫn đang nêu cao tinh thần đoàn kết. Gáy cùng gáy mà vào hang thì cùng nắm tay nhau. Vị trí thứ 11 và 12 hiện tại đang phản ánh đúng mặt khởi động tê hại của hai đội bóng này. Chính vì vậy, Quỷ Đỏ và Quỷ Xanh dường như sẽ chỉ đặt mục tiêu vào top 4 ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, những chú ngựa ô như Brighton và mới nhất là West Ham cũng đang thổi một làn gió mới để cuộc đua ngoài hạng Anh phần nào trở nên hấp dẫn hơn. Dẫu vậy, dựa trên một vết đánh giá, Man City là đội có khả năng bảo vệ thành công ngôi vương vào cuối mùa. Tuy nhiên, các nhà cái cho rằng Arsenal vẫn là cái tên thách thức thầy trò của Pep và gần như chỉ có pháo thủ mới có thể đua đường trường với đội chủ sân Etihad. Về cơ sở nào để có thể nói như vậy? Hãy cùng mình điểm qua vài lý do giúp pháo thủ tự tin lật đổ ngai vàng của Man City trong video ngày hôm nay. Sự bổ sung những nhà vô địch. Mùa hè năm nay được coi là kỳ chuyển nhượng thành công bậc nhất kể từ thời điểm Mikel Arteta lên nắm quyền tại sân Emirates. Tổng cộng, Arsenal đã bỏ ra tới hơn 200 triệu bảng để mang về 4 tân binh, trong đó có một bao gạo trị giá 100 củ. Điều đó phần nào phản ánh tham vọng của pháo thủ sau mùa giải được đánh giá là thành công với vị trí áo quân Premier League. Từ vị thế của một đội bóng trên tấm vé Champions League, Mikel Arteta đang giúp Arsenal vươn mình trở thành kẻ thách thức danh hiệu ở mọi đấu trường họ tham gia. Nếu để ý một chút thì bạn sẽ thấy những bản hợp đồng mà pháo thủ mang về hè này hầu như đều đã từng nâng cúp trong quá khứ. Declan Rice vừa mới lên đỉnh châu Âu bằng chức vô địch Europa Conference League cùng West Ham. Kai Havertz đã từng là người hùng trong chiến tích tại Champions League năm 2021 của Chelsea. Julian Timber có hai lần lên ngôi ở giải vô địch quốc gia Hà Lan cùng Ajax trong hai mùa giải liên tiếp 2020-2021 và 2021-2022. Nói vậy để thấy rằng, ngoài việc ưu tiên tính chuyên môn và sự phù hợp trong việc tìm kiếm nhân sự, bản lãnh đạo Arsenal còn muốn sở hữu trong đội càng nhiều nhân tố mang trong mình DNA của nhà vô địch. Nhìn lại mùa giải trước, kinh nghiệm nâng cúp của những Gabriel Jesus và Zinchenko đã giúp pháo thủ từng trở thành ứng viên số 1 cho chức vô địch Premier League. Vậy nên người hâm mộ The Gunners có quyền tin rằng việc bổ sung thêm 3 nhà vô ở những giải đấu khác nhau như Rice, Timber và Havertz sẽ giúp Arsenal có đủ bản lĩnh ở những thời khắc quan trọng nhất, tránh lặp lại vết xe đổ của năm ngoái và giai đoạn cuối mùa. Man City đã nâng danh hiệu. Sau khi nhìn mình rồi thì hãy nhìn sang đối thủ trực tiếp. Thầy trò Pep Guardiola vừa giành được cú ăn ba vĩ đại ở mùa giải trước. Vì vậy, rất nhiều dấu hỏi đã được đặt ra cho động lực thi đấu của họ. Có thể tham vọng của Pep là thực hiện cú ăn 6 ở mùa này, như những gì ông đã làm được trước đây tại Barca và Bayern Munich. Tuy nhiên, việc để thua Arsenal ở trận tranh siêu cúp Anh đầu tháng 8 có thể khiến ý định của ông thầy người Tây Ban Nha phải thay đổi. Man City đã vô địch Premier League 3 lần liên tiếp và 5 lần lên ngôi trong 6 năm gần nhất. Trong khi đó, đội bóng này mới chỉ một lần nếm trải cảm giác ngồi trên đỉnh châu Âu ở mùa giải vừa qua. Bởi vậy, rất có thể khát khao và quyết tâm bảo vệ ngôi vương tại đấu trường cao nhất lục địa già sẽ là ưu tiên của đội chủ sân Etihad, sau đó mới tới các đấu trường khác như Premier League hay các cúp quốc nội. Điều này càng có cơ sở khi sau trận chung kết Champions League với Inter Milan, Pep Guardiola đã cảnh báo Real Madrid bằng một câu bông đùa: "Hãy cẩn thận Real Madrid, chúng tôi còn cách kỷ lục vô địch Champions League 13 lần nữa thôi, chúng tôi sẽ bắt kịp các bạn. Chúng tôi đang trên đường tiến đến. Nếu các bạn ngủ quên trên chiến thắng chỉ một chút thôi, chúng tôi sẽ bắt kịp." Mặc dù chỉ là một chút vui vẻ với các phóng viên, tuy nhiên người nghe có thể cảm thấy quyết tâm của Pep lớn tới nhường nào. Muốn vĩ đại nhất thì phải vượt qua người vĩ đại nhất, hoặc chí ít cũng phải tiệm cận và ngang bằng với họ. Đó là tôn chỉ của Pep và cũng là của tập thể Man City. Rất nhiều người tin rằng The Citizens sẽ dồn lực cho Champions League để bảo vệ vị thế số 1 của họ. Và hơn nữa là cân bằng thành tích 3 lần vô địch liên tiếp đấu trường này của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Còn với Premier League, có vẻ như họ đã no nê danh hiệu này sau nhiều năm thống trị nước Anh, hoặc có thể nói là ao trình tại xứ sở sương mù. Kinh nghiệm được trau dồi, bản lĩnh được gia tăng qua nhiều lần vượt khó. Chúng ta đã quá quen với việc Arsenal bị đối thủ quật ngã với những tỷ số chỉ có ở bộ môn tennis trong quá khứ. Điểm chung của những trận thua tủi hổ này đều đến từ tinh thần rêu rã, ý chí chiến đấu gần như không còn sau khi bị đối thủ vượt lên. Arsenal của 5 đến 6 năm trước gần như buông xuôi và không thể gượng dậy khi phải đặt vào vị thế của kẻ bám đuổi. Nhưng mọi thứ đã khác kể từ khi Mikel Arteta đến đây, và đặc biệt là từ mùa giải năm ngoái cho tới hiện tại. Thậm chí, pháo thủ có vẻ đang quen dần với việc để đội bạn vươn lên rồi sau đó ngược dòng. Đúng là có đau tim thật, có khó thở thật,
Cũng chẳng hiểu sao kịch bản của trận đấu của Arsenal bây giờ lại rất hay như vậy. Từ pha đá bóng của Nketiah giúp Arsenal thắng ngược 3-2 trước Man United vào ngày 1 Tết, cho tới pha ra chân ở phút bùa giờ của Reece Nelson để giữ lại 3 điểm cho pháo thủ trước Bournemouth. Từ hai bàn thắng trong 2 phút cuối để thoát thua trước Southampton dù đã bị dẫn 2 bàn chỉ sau 15 phút đầu, cho tới phút rơi bùng nổ mới đây của Declan Rice và Gabriel Jesus trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Đó chỉ là số ít trong những lần mà đoàn quân của Mikel Arteta vượt qua gian khó trong những thời khắc cuối cùng. Còn biết bao trận đấu như thế nữa, với Fulham, với West Ham, với Aston Villa và với Man City, bạn có nhớ những kịch bản điên rồ này không? Tất nhiên, sẽ chẳng cổ động viên nào muốn đội bóng con cưng của mình phải vất vả để nở nụ cười sau cùng như vậy, mặc cho nó thật ra rào cảm xúc. Nói vậy để thấy rằng, Arsenal có vô địch hay không có tùy thuộc vào phong độ của những đội bóng khác. Nhưng không nghi ngờ gì nữa, tập thể trong tay Mikel Arteta lúc này đã đủ bản lĩnh để giải cơn khát danh hiệu. Bộ khung ổn định, đạt độ chín, hiểu nhau. Kể từ khi chiến lược gia người Tây Ban Nha ngồi vào ghế nóng ở sân Emirates, ông đã bắt đầu sứ mệnh tại đội bóng cũ bằng việc thanh lọc những tà dư của thế hệ trước. Thay vào đó, Arteta đã và đang xây dựng được một tập thể giàu sức trẻ, tính chiến đấu và quan trọng là khát khao giành những danh hiệu. Những con người này đã có ít nhất từ 2 đến 3 mùa giải chơi cùng nhau, vì vậy tính kết nối và sự ổn định trong hệ thống là điều mà pháo thủ đang có vào thời điểm hiện tại. Hơn nữa, các nhân tố mới do Arteta mang về cũng đã thích nghi rất nhanh với triết lý của ông. Đây rõ ràng là thành quả của một quá trình sàng lọc và phân tích kỹ càng của đội ngũ tuyển trạch. Bởi có như vậy thì Arsenal mới có thể sở hữu một bộ khung đáng mơ ước của mọi chiến lược gia như bây giờ. Một kế hoạch đã được Arteta vạch ra rõ ràng từ ngày ông mới lên nắm quyền tại sân Emirates. Ông nói với ban lãnh đạo đội bóng rằng mình cần 3 năm để gây dựng lại đội bóng từ một đống đổ nát. Ông xin các cổ động viên đừng mất kiên nhẫn với quá trình, hãy tin tưởng nó, những điều lớn lao cần có thời gian. Để rồi bây giờ đây, thành tích và vị thế của đội bóng đã chứng minh Arteta nói được, làm được. Dàn nhân sự hiện tại của Arsenal đã được chu rèn qua nhiều năm, đã cùng nhau nâng cúp và cùng nhau thất bại. Chính vì vậy, người hâm mộ pháo thủ có thể tin rằng lứa cầu thủ hiện tại của Mikel Arteta sẽ là tương lai của đội bóng trong nhiều năm tới và đủ sức thách thức các đấu trưởng mà họ tham gia. Những ứng viên khác không ổn định. Cuối cùng, mọi cuộc chinh phạt ngoài năng lực ra thì luôn cần tới yếu tố may mắn. Arsenal tất nhiên cũng không phải ngoại lệ, dù cho họ có đua vô địch hay chỉ là giành vé top 4. Sự thiếu ổn định của Man United và Chelsea đang là lợi thế cho các đội còn lại. Ngoài ra còn là sự sa sút của Newcastle trong giai đoạn đầu. Đúng là Tottenham và Liverpool đang trở lại mạnh mẽ sau mùa giải thất bại năm ngoái. Tuy nhiên các chuyên gia và các nhà cái đều lựa chọn pháo thủ là đối trọng lớn nhất sẽ ngã đường Man City. Điều này chẳng phải không có cơ sở nếu nhìn vào những gì đã diễn ra trong xuyên suốt mùa giải trước. Tất nhiên là đội bóng nào cũng đang có vấn đề sau 4 vòng đầu tiên, dù chỗ đó cũng là đương kim vô địch Man City. Bởi vậy cơ hội vẫn sẽ chia đều cho tất cả và Arsenal rõ ràng đang có lợi thế lớn bởi sự thiếu ổn định từ các ứng viên trực tiếp. Sau tất cả, vẫn còn quá sớm để nói rằng Arsenal sẽ đủ sức để đua vô địch với Man City thêm một mùa giải nữa. Tuy nhiên nhìn cái cách mà pháo thủ đã trình diễn sau 4 trận đầu tiên, người hâm mộ có thể cảm nhận họ đang chiến đấu với tâm thế của một kẻ thách thức danh hiệu. Những gì đã xảy ra vào năm ngoái đã chứng minh được thực lực và tham vọng của đoàn quân đỏ trắng của bắc London. Họ giờ đây không còn đơn thuần chỉ đặt mục tiêu giành vé dự Champions League, họ đã vươn mình để trở thành ứng viên cho mọi danh hiệu một cách đầy thuyết phục. Những đứa trẻ của Arteta giờ đã lớn và đã đến lúc chúng đáp lại niềm tin của người hâm mộ, đồng thời hoàn thành sứ mệnh có dang dở ở mùa giải trước. Mọi sai lầm dù nhỏ nhất đều sẽ phải trả những cái giá rất đắt, và chính Arsenal là những người hiểu rõ nhất điều này sau hàng loạt pha sẩy chân khi có lợi thế. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu sau một chặng hành trình không tưởng với ngôi Á quân, pháo thủ có thể một lần nữa thể hiện tham vọng của mình bằng việc làm khó những nhà đương kim vô địch, hoặc thậm chí là hạ bệ nhà vua.